Xin chào quý vị các bạn, thì nếu như quý vị các bạn mong muốn tìm kiếm cho mình một mẫu xe thuộc dòng xe hạng sang để chở gia đình đi chơi Tết, thì có lẽ mẫu xe Toyota Camry 2.0G nhập khẩu nguyên chiếc là một trong những cái mẫu xe mà quý vị các bạn đang tìm. Các bạn có thể thấy thì cái mẫu xe này được nhập khẩu về Việt Nam từ tháng 6 năm 2019 và đã liên tục tạo ra cơn sốt. Có những thời điểm thì ngay đâu đó khoảng bên hãng họ yêu cầu phải cộng thêm khoảng tầm gần 100 triệu mới được sở hữu cái mẫu xe Toyota Camry này. Tuy nhiên thì cái mẫu xe này thì cũng đã có được bán ra tại thị trường. Trong showroom chúng tôi hiện tại đang có bán cái mẫu xe Toyota Camry sản xuất năm 2019 và nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Xe này là xe 2.0. Các bạn có thể để ý thì thời điểm đó thì có hai phiên bản, một là phiên bản 2.5Q, hai là phiên bản 2.0G và đây là phiên bản 2.0G. Về kiểu dáng thì các bạn có thể thấy thì gần như cái thiết kế của Camry 2.0G và Camry 2.5Q thì không có gì khác biệt nếu chúng ta nhận diện từ phía bên ngoài. Duy nhất thì có cái khu vực đèn này thì các bạn có thể nhận thấy, nếu ai tinh ý thì có thể để ý thì cái mẫu xe này có cái đèn này, đèn vị trí này nó được thiết kế với màu vàng các bạn nhé, màu vàng. Đấy. Còn lại công nghệ đèn thì đều được trang bị công nghệ đèn full LED. Ở phía bên này thì chúng ta có cảm biến tiến các bạn ạ, cảm biến tiến nhé. Dưới này có đèn gầm này và cái mặt ca lăng được thiết kế rất lớn, tạo ra một cái cảm giác gì đó nó khá là hầm hố sang trọng cho mẫu xe này. Xe đăng ký biển Hà Nội, xe đăng ký biển Hà Nội các bạn nhé. Đương nhiên rồi thì cái mâm xe được thiết kế đa chấu và cái mâm xe, lốp xe là thiết kế còn nguyên bản nó, xe sản xuất từ đây tôi có thể thấy được tuần thứ bao nhiêu năm 2019, tuần thứ 41 năm 2019, tức là sau đó xe này nhập về Việt Nam từ cuối năm 2019 các bạn nhé, tức là chỉ có khoảng đi lăn bánh được có khoảng tầm đôi ba tháng mà thôi các bạn ạ, đôi ba tháng. Chúng ta sẽ đi nhanh một vòng. Tất cả mọi thứ thì đều còn nguyên, chúng tôi mới nhập về từ tối hôm qua. Đấy, có một vài anh em thì cũng đã lên sóng rồi, có một vài anh em ở cửa hàng thì cũng đã lên sóng rồi. Chúng tôi có rất nhiều kênh YouTube để có thể hỗ trợ các bạn tiếp cận các bạn tốt hơn. Các bạn có thể thấy thì đây là cái phần cụm đèn sau này. Cái thiết kế của cái dòng xe này ấy, thì nó rất khác biệt so với những dòng xe sản xuất trong nước, bởi cái thiết kế nó mang đậm cái phong cách hiện đại và cái thiết kế khung gầm cũng như là thiết kế là hoàn toàn mới TGNA. Đấy, 2.0G. Camera lùi này, camera lùi các bạn ạ. Đây, Camry. Cái này là cái ốp, cái lắp thêm các bạn nhé. Lắp thêm này, ở phần dưới đây. Nhìn trông rất là sang trọng. Toyota Camry thì mức tiêu thụ nhiên liệu ở cái phiên bản 2.0G này chỉ là 7,88 lít trên 100 km đường kết hợp. Trong đô thị là 10,23 lít trên 100 km đường đô thị. Và ngoài đô thị là 6,5 lít trên 100 km các bạn nhé. 6,5 lít trên 100 km. Tay nắm cửa để mạ chrome hết rồi. Cái kiểu dáng thì nó có khá là khí động học. Và nếu như ai tinh ý thì nhìn cái mẫu xe này ấy, nó đẹp hơn rất nhiều so với những cái mẫu xe trong nước. Thời điểm mà xe nhập về ấy, thì các bạn có thể thấy thì ai cũng đinh ninh rằng là giá thì có thể lên được khoảng tầm 1,5 tỷ so với lại phiên bản 2.5Q và 2,3 tỷ so với phiên bản 2.0E. Các bạn có thể thấy thì xe này gần như chúng tôi cũng chưa dọn rửa gì cả. Cái khoang máy thì vẫn còn rất là bụi, khoang máy vẫn còn rất là bụi. Gần như chúng tôi review các bạn là xe mới về và chưa được đi dọn các bạn nhá, nên nhìn có cảm giác gì đó là hơi bụi so với lại cái khoang động cơ. Khoang động cơ. Còn tất nhiên rồi, mọi thứ thì đều còn rất là nguyên bản, chưa có bất kỳ một cái va chạm hay là một cái xước xát gì ở cái xe này. Chúng ta sẽ vào cái không gian khoang nội thất để có thể trải nghiệm nó. Không gian khoang nội thất thì các bạn có thể thấy thì cái thiết kế của cái dòng xe Toyota Camry 2.0G nó cũng không khác gì nhiều so với lại Camry 2.5Q. Thì trừ trường hợp là cái hệ thống điều hòa này có khác biệt một chút. Đây là hệ thống điều hòa hai vùng độc lập, còn 2.5Q là ba vùng độc lập. Các bạn có thể thấy thì đây là cái màn hình này thiết kế nhỏ hơn một chút. Rồi trên này 2.5Q thì nó có thêm cái lẫy chuyển số trên vô lăng. Nhưng ở từng đó 2.5G cũng rất là đầy đủ.
đúng không ạ? Chúng ta cũng có phanh tay điện tử, nút auto hold, hộp số tự động 6 cấp. Rồi chúng ta có bệ tì tay, chúng ta cũng có cái bệ tì tay này, hộp đựng đồ này, cũng rất là hiện đại đúng không ạ? Khởi động start top, engine start top. Trong xe này thì cũng có chế độ tự động, đây là gương chiếu hậu tự động chống chói. Rồi đây, chế độ auto hold này cũng đã được trang bị này. Rồi chúng ta có cân bằng điện tử, chúng ta có nút mở cốp sau thông qua 4 cái cách, một là cách mở trực tiếp trên đài, hai là mở bằng chìa khóa điều khiển thông minh, và ba là chúng ta mở bằng trực tiếp trên cái cốp đằng sau. Đấy. Toàn bộ hệ thống lên kính thì được trang bị là tự động lên kính nhá, tự động chống kẹt. Xe này được trang bị rất nhiều những cái trang thiết bị phụ kiện rồi. Ghế thì các bạn có thể nhìn thấy cái thiết kế ghế nó cũng khá mới so với lại cái phiên bản cũ. Bởi cái thiết kế nó khá là ôm, các bạn nhìn này. Cái chất liệu da thì nó rất là khác biệt, và cái thiết kế nó rất là ôm người. Đi xe Camry thì rất đẳng cấp đúng không ạ? Ok. Rồi chúng ta có thể thấy là khi mà chúng ta xuống đây thì chúng ta nhìn thấy cái không gian khoang hàng ghế thứ hai. Cửa gió điều hòa phía sau đây, hàng ghế thứ hai. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy. Đây. Cái thiết kế thì nó khá là mới mẻ. Toàn bộ là công nghệ đèn LED này. Rèm che nắng phía sau đã được thiết kế rồi. Rèm che nắng phía sau. Xe được trang bị gần như đầy đủ. Rồi, chúng ta có cái sải sàn Simili. Trải sàn CVD nhé các bạn nhé. Trải sàn CVD đại khái là trải sàn dạng 6D. Dán phim cách nhiệt thì đã được trang bị rồi, gần như full, không có thiếu gì cả các bạn ạ. Quý vị và các bạn thân mến, thì nếu như các bạn đang mong muốn sở hữu một cái mẫu xe Camry 2.5G sản xuất năm 2019, nhập khẩu nguyên chiếc và mua mới từ đầu, thì có thể thấy các bạn sẽ phải bỏ ra khoảng tầm 1.026 tỷ tiền xe, cộng với lại khoảng tầm 12% tiền thuế, cũng như 20 triệu tiền biển. Thế tổng cộng các bạn sẽ phải chi ra khoảng tầm 150 triệu đến 170 triệu nữa. Thì tổng cộng các bạn sẽ phải chi ra khoảng tầm 1.2 tỷ để sở hữu ngay dòng xe này. Còn nếu như các bạn sở hữu cái mẫu xe này thì các bạn sẽ phải chỉ có chi ra khoảng tầm, sẽ tiết kiệm được khoảng tầm đâu đó 150 triệu. 150 triệu cũng là một trong những cái vấn đề mà các bạn nên cân nhắc. Đấy. Nếu như các bạn có nhu cầu sở hữu cái dòng xe này thì hãy vui lòng gọi điện cho hotline của đường dây nóng của chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý vị các bạn. Hãy like và đăng ký kênh để chúng tôi có cơ hội được phục vụ quý vị các bạn. Thì được chúc quý vị các bạn tìm được thật sự dồi dào sức khỏe và tìm được những chiếc xe ưng ý. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình tiếp theo. Mr. Ben mang xe hơi đến mọi gia đình.